Sáng nay, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Hậu Lộc, huyện Tâm Bình, Báo Tuổi Trẻ, công ty Greenfit Việt Nam đã phối hợp cùng tỉnh đoàn và Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Long tiến hành trao tiền thưởng cho 44 em học sinh, sinh viên là con em của nông dân nhận vốn từ chương trình Tiếp sức nhà nông cho con đến trường trên toàn địa bàn tỉnh với tổng số tiền 48 triệu đồng. Đợt này, các em được nhận từ ban tổ chức với số tiền thưởng từ 500.000 đồng đến 3 triệu đồng. Trong năm 2017, với nguồn kinh phí bổ sung khoảng 5 tỷ đồng, chương trình sẽ tiếp tục tổ chức trao vốn cho 240 hộ nông dân tại các tỉnh Nghệ An, Đắk Nông, Bến Tre và Đồng Nai. Khi được xét chọn tham gia chương trình, mỗi hộ nông dân sẽ được trợ vốn 20 triệu đồng không lãi suất, hỗ trợ thức ăn chăn nuôi trị giá 3 triệu đồng và tư vấn kỹ thuật chăn nuôi miễn phí trong vòng 2 năm. Ngoài ra, chương trình sẽ trích thưởng 20% vốn cho các hộ nông dân chăn nuôi có hiệu quả và hoàn vốn đúng hạn. Hàng. hàng năm, chương trình còn tổ chức khen thưởng học sinh sinh viên là con nông dân có thành tích học tập khá giỏi.